Xin chào mọi người nhá. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu ghế bánh xe, mẫu cái gương rộng bánh xe trong bên mình cho các bạn xem nhé. Đây là các mẫu mình có này các bạn này. Đây, mình quay này các bạn dễ dàng hình dung về sản phẩm nhé. Ghế này các bạn có thể xoay được 360 độ nhé. Có bánh xe di chuyển dễ dàng và nâng lên hạ xuống được nhé các bạn. Mình sẽ quay từng mẫu cho các bạn xem. Mẫu nào cũng rất chi là đẹp luôn. Mình quay như thế nào thì bạn sẽ nhận hàng y như vậy nhé. Thì bạn cứ an tâm nhé các bạn. Này, màu sáng cũng chỉ là đẹp luôn. Đấy, có lệnh kéo lên kéo xuống và có video hướng dẫn lắp đặt rồi. Nên là các bạn cứ yên tâm nhé. Đấy, tất cả mình đăng đều là hình thật và video thật đấy các bạn. Thôi mình quay một đoạn vậy thôi nhé các bạn. Các bạn cần hỗ trợ gì kỹ hơn thì các bạn cứ nhắn tin cho shop nha. Mình chào các bạn.